Xin kính chào tất cả quý cô bác cùng tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Kính chúc tất cả mọi người có buổi xem video vui vẻ, hạnh phúc và gặp thật nhiều điều may mắn. Hiện tại thì em Tuyên đang có mặt trên cái đoạn cua mà hôm vừa rồi bà con vừa mới làm. Thì như các cô chú thấy đây, bây giờ nhìn đoạn đường nó dài thoăn thoắt đấy, nhìn nó rất là đẹp, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Thì đoạn cua này thì các cô chú thấy bà con mở rất là rộng ra. Những đoạn cua như này thì bà con mở rộng ra để nó có cái độ dốc và cái độ rộng để chúng ta cua đi lại cho dễ dàng. Đấy thì với cái con đường của bà con Thừa Chia này thì bà con Thừa Chia luôn luôn là muốn mở rộng ra một chút để cho nó được đi lại cho nó an toàn nhất. Như đầu tiên chúng ta muốn mở cái đoạn đường là 1,5 m đúng không ạ? Nhưng mà em Tuyên thú thực với các cô chú một chút là này, đoạn đường của bà con Thừa Chia không phải là 1,5 m mà nó lúc nào cũng phải rơi vào 1,6 m, 1,7 m các cô chú ạ. Vì thì cũng phải thông cảm và hiểu cho bà con một chút. Bà con cũng dẫu biết rằng là không phải cái cơ hội lúc nào nó cũng có thể chúng ta cũng có thể làm đường được. Nên là bà con bảo là làm chỉ có làm một lần thôi. Nên là bà con muốn mở rộng ra một chút. Đấy, các cơ hội của các cô chú trao cho thì chúng ta hãy làm thật tốt và hoàn thành đoạn đường này nhá. Đấy nên là cũng mong các cô chú bỏ qua cho, vì đôi khi nó hơi sai lệch một chút. Nhưng mà cũng vì cái con đường này nó quá khó, quá dốc, quá nhiều cua nên là bà con cũng phải mở rộng ra để đi lại cho nó an toàn một chút. Có thể cái kinh phí nó hơi tốn nhưng mà để cho bà con được cái đoạn đường thật là an toàn nhất nhé. Để đấy thì bây giờ em Tuyên một lần nữa thì cũng xin mời các cô chú là nhìn ngắm lại cái đoạn đường mà bà con đã làm được trong cái thời gian qua nhé mọi người. Và cũng tiếp tục cái công việc buổi chiều ngày nay, bà con sẽ khai thác đá và em Tuyên sẽ hỏi em Thề xem có ai nữa thì xem quen cái nhà ở bên trên này không ấy, đoạn đầu mới qua ấy, để lên xem làm việc người ta, xem người ta có em Tuyên để ý có một cái bể nước người ta xây, xem mà người ta có bán không, hay là cứ trước hết chúng ta xin đã, họ mà cho thì tốt, nếu mà không cho thì sau này chúng ta sẽ có quà để cảm ơn thôi, nhưng mà nếu mà không cho thì chúng ta mua lại ấy, xem là nước như nào. Vì bây giờ đã vào cái mùa khô rồi, nước đổ bê tông là một cái điều rất là quan ngại ở trên vùng cao này mọi người ạ. Nếu mà giữa rừng núi đá này không có nước đâu. Thôi bây giờ thì em Tuyên xin mời tất cả các cô chú anh chị hãy cùng theo chân em Tuyên cùng bà con Thừa Chia tiếp tục cái công việc của buổi chiều ngày hôm nay nhá. Em Tuyên xin mời ạ. Đó các cô chú ạ, thì đoạn cua này nhìn nó cứ thế này thôi. Nhìn rất là thích luôn đấy. Đấy. Và đoạn đường chúng ta này dài xuống tít dưới này. Nói chung là con đường này nó ven ven miền núi. Tuyệt vời. Bà con thì sáng nay vẫn cứ thế thôi. Công việc là vậy. Vẫn là các anh con trai khai thác đá và các chị em con gái sẽ đập đá 1,6 đấy, luôn luôn là như vậy, công việc luôn luôn là được luân phiên đều chia ra phân bố công việc đều. Một đống đá to rồi. Thế là buổi chiều này Nỉa lại đi mất công thay cho chị Cây à? Chị Cây đi chăn dê. Bà lại lên làm. Hai cụ bà, một cụ bà 60, một cụ bà 58. Đó.
Đây thì em Tuyên với em Thề, em Lía sẽ đi lên bên trên này để xem là hỏi người ta chỗ nước nôi như nào. Nên chỗ này hôm qua bà con là mở rộng hết rồi đấy. Mở rộng rồi. Đó là ở đây thì sát bờ đám sông thì đổ luôn. Đổ luôn. Đổ luôn chứ, tội gì. Này, hôm trước nha, pha cái này loãng quá, này có nổi được đâu. Cái lại này thì lắm quá. Không nổi được. À, nó hôm nay loãng quá, hôm nay anh xì pha, anh bảo pha ít nước thôi. Vậy ra là cho cô không tí nổ đúng. Đâu, bây đi lại rộng nhỉ. Một mét rưỡi hơn rồi. Đấy, các cô chú xem này, đây, mét rất. Dưới mét 7, 2 mét có hết. Thì rộng rãi thoải mái, đi bộ cũng thích. Đúng rồi. Đây, xong đi đến đây thì chỉ cho cái đoạn hôm trước mình tí nữa bị ngã. Sáng nay mình vào mình bảo ôi con này đi yêu thích rồi. Đây có cô chú xem, đá phá hết nè. Đây. Đấy, chỗ này bà con thêm đất này, hạ hạ nó dần dần độ dốc xuống này. Cho bà con kết đường cú ở dưới này. Đây đường tắt. Đây gọi là đường tắt, không đi xe máy được. Mình tự đi bộ chắc là chỉ ngã mà. Đây này mọi người này. Đấy, chỗ này bà con hạ, chỗ này hạ nữa chứ. Hạ xuống rồi. Hạ xuống rồi nhưng mà chỗ này hạ thêm nữa chứ. Hạ như thế này. Thế này thôi á. Thế này ok chưa? Thế này bà rồi. Bằng chưa? Bà rồi, rộng rồi. Rộng thì rộng rồi nhưng mà thế này chưa? Thế này thôi. Cào thêm một tí nữa cũng được. Đây này, các cô chú được trước cái dốc này rất là khó nhá. Đúng rồi. Chỗ này thì lõm một tí. Chỗ này nếu mà ấy thì cào thêm sâu một tí nữa. Đây này, thế. Đây này. Chỗ này nhá. Chỗ đoạn đầu kia kìa. Cào sâu thêm một tí nữa, cào sâu ra ngoài này một tí nữa thì ok hơn. Nó hạ độ dốc một tí nữa hơn. Cho cái này thôi. Còn ở cho cái dâu bò này thì à không, mình cào cái đường xuống cơ mà, chứ không cào bên rau bò của họ đâu. Đấy, bà con này sửa này thẳng tắp luôn này. Đây này, các cô chú này. Đây này, sau này chỗ này này mới là khó này này. Đấy, đúng không? Họ cho không. Trong này này, đấy chỗ em với Lý đang đứng kìa. Cứ xin người ta trước đúng không? Xong bao giờ mình cảm ơn sau hả? Đấy, chỗ này này, chỗ này họ cho và phá hết cái đá đi này. Chỗ này thì không cho thì mình chỉ phá luôn nhé. Đất, chỗ này không phải đất bán chứ mà. Đây này, cái nhà trên này này, anh thấy một cái bể ấy. Anh bánh phở đáy cam, anh thấy một cái bể bên này này. Có một cái bể đấy. Nhưng mà cái bể đấy anh nghĩ là nước bẩn này người ta không ăn đâu. Người ta không ăn, người ta không làm gì thì mình cứ gọi là xin trước đã, sau này mình trả tiền sau đúng không? Bây giờ ở Mèo Vạc nhá. À, Lía đang bảo là đi thẳng luôn á. Sao ok, thẳng này á? Bảo phá mình viện đá to này thì sai xem mũi đá đây đúng không? Ok mà. Đây này, cái nhà bên trên này này. Anh bay phở đấy cá mới thấy mà. Có một cái bể nước. Xem nào. Có nhà nào có nước ở trên này không? Ở Mèo Vạc anh nhá, bây giờ đang hết nước, người ta phải đi mua nước ăn ở đấy. Đi mua cái xe ô tô ấy. Nước ở suối cạn, đấy gọi là suối cạn. Chứ không Bảo Vi. Này, có ai ở nhà không?
Nè, bỏ nhóc chưa? Đó, ăn được bỏ nhóc chưa? Nè, mất được đâu? Mình ra. Đang ngủ à? Đang mù pư à? Nhỉ? Đang ngủ. Mấy tu, à mấy sai, mấy sai. Mấy sai ơi, mấy sai. Mấy sai, mấy. Mấy sai. Nhìn đây. Nên nhìn thấy bộ phố mà cho có thể phê phê đây. Ê, chú ngô mù nè. Hả? Đây chú. Ê, là chú ngô nè lô. Chú ngô nè, đây tả thế là chú ngô nè. Chú ngô nè. Ê. Mà chú cho à, chị hào nè. Có thể chết chị hỏi bé. Bé giúp cho nhưng mà chị nhớ là bé chị hỏi bé giúp cho chị nhớ mà chị chính mẹ. Mẹ bảo cái. Chị mẹ rồi. Mà vế tổ này mới nuôi mà. Đó mà. Mà lúc bao lúc đó thì đâu? Lúc đó thì đâu? Anh sao lại cậu à? Dạ cậu. Tóc hả cậu à? Mở nên mở nó. Lúc đó mà chạy ra chỉ muốn như này chỉ muốn cái hậu là cho hậu lại mà cho chỉ muốn mà. Mà tôi thoát ra thì được. Thoát ra được à? Để đi à? Mà giờ chưa giờ làm cái chuyện gì? Giờ thoát rồi. Té hiện cái té à té hiện ra mà. Chuyện gì mới mà muốn? Nóng thì nóng, không chỉ mà chạy ra sẽ là một chạm để tạo rồi tạo để mấy đây mà chạy. Thì hết chuyện mà chạy chưa chỉ muốn à? Không có gì hết. Nè trái vào xa một cái trái tôi là nè tại sao anh ấy cậu chết được cái gì thôi trái tôi là như là hùa cứ chết chặt giờ mẹ chết đủ may rồi đấy mà nên chỉ mua rồi chỉ mua rồi bây giờ mà chỉ mua rồi à mà mất thì thôi là thế mới có thể chết được tổ nhưng mà tổ kê đâu mà nếu có thể chết được thì trồng trái thì thế ấy rồi thế mua giấy của trên này mà trời sao cô đấy bảo sao rồi thế là mà bảo không có bán không có bán không ở trên bàn này không đủ không đủ uống không đủ ăn đấy gì đúng rồi không đủ nón lóng uống lóng cô ăn đấy. Trên ở trên bản này không có nguồn nước nào không có hết. Thế là có một bể trên này thì có một người trẻ ở trước kia một người là điện thoại là chạy này chạy xuống chứ là đang đi tự tắm chứ là bây giờ không có nữa thì ví dụ thì vừa bẩn vỡ út luôn vừa bẩn vỡ quá chứ là không có nữa xa quá khó nhỉ thôi đi thôi chào cô đi thôi xin nhau trao điểm nhá đây tặng điểm một cái kẹo đấy nhưng mà thế từ từ nhà cô có con lợn đàn lợn đẹp quá này đây này ôi được 4 con lợn này 4 con lợn không có thấy lợn mẹ cho bán lợn mẹ gì à hay là tú niệm mua thế này tú niệm mua thế đúng 4 con lợn luôn bên này một con bò đen chứ là mẹ chứ là thu cho người ta à có nghĩa là người ta gửi á người ta gửi đây cái là kiểu giống bà con là người ta gửi lợn mẹ xong rồi lúc đẻ lợn con là chia ra lau tù ấy gì rồi đây này bàn thờ người Mông này mọi người này hôm nào cũng phải có một cái gỗ ở sau không để được ở đây đúng không Lia phải có gỗ này đi phải có cái đấy không để ra cái chỗ gạch tường kia đấy đấy cái phong tục của bà con đấy để đường thôi nhớ đồng niệm nhá xin chào niệm vâng xin chào niệm ở bên trên này ở bên trên này anh có cái nhà ở chỗ mà nhà trước anh hay để xe ấy. Đúng rồi có một cái bể ấy thế là bà con tất cả cùng uống này ôi ôi nước bẩn như thế vẫn uống á bây giờ không có ôi trời ơi đấy cái vùng cao nó khổ thế đấy đây không có mà nước bẩn nước uống này thì chẳng bị bệnh à nước ở đấy chia mình còn sạch nhá nước ở đấy chia mình còn lấy ở trên núi xuống là sạch nhá chẳng qua là nó thỉnh thoảng hết nước thì hết sạch nước thì chúng ta phải xuống sông Nho Quế thì nó hơi mệt thôi
Mấy nữa là phải xuống sông cho Quế gánh đấy nhỉ. Nên là cái cầu kia thì bà con làm không bỏ các cô chú ạ. Bà con đi suốt ngày luôn. Buổi chiều nào cũng phải đi chăn dê này. Xong rồi đi lấy cỏ bò này. Xong mùa này là bắt đầu đi lấy nước nữa này. Đó. Cái cọc thoa thì bây giờ thì phải đi mình cắt thì đi xe luôn thì có nhiều người chơi luôn. Hả? Đi chơi vào đấy á? Con. Sẵn nào cứ con chơi hết. À, thế là kiểu điểm du lịch đây này, cái bè anh bảo đây này. Đúng rồi. Đây. Thế là có người đi du lịch ở đấy à? Đúng rồi. Đấy thì anh ấy bảo là cái chỗ mình chụp ảnh ở kia là đẹp mà. Chẳng qua là bà con thời chia mình chưa thể phát triển du lịch được. Sau này phát triển du lịch thì mời mọi người lên chơi đúng không? Yeah. Này cái bể anh bay phần cao một cái bể này này. Thế anh thấy bảo bể này bẩn, hai bể mà. Mình cứ hỏi trước xem là thế nào. Cái nhà này trước mình gửi máy đấy. Có ai nhà không? Không có á, đóng cửa. Hoa bạc hà trên này nó nở rồi nhá mọi người nhá. Thì em Tuyên quay sau cho. Không. Xây to đấy. Ôi nước này cũng không. Đây này, chỗ này là bà con là tận dụng ở những cái mô đá này xong xây này các cô chú này thấy không? Cái bể nước của bà con rất là hay nha. Này, xây bằng đá hết này. Chỗ này có đá. Chỗ này cũng nhiều đấy. Chỗ này đổ bê tông được đấy, nhiều đấy nhỉ, đấy nhỉ. Đấy. Thoải mái từ chỗ này kia luôn nhỉ. Dễ luôn đấy. Bể này lo đấy. Bể này lo đấy. Bể này nếu mà nói thật với các cô chú nhá. Ở ngoài nếu mà mua chỗ này chắc phải tầm được 1 triệu. Thôi mình cứ nói nhỏ thế đã. Không thì người ta lại không bán đâu. Xem nào bên này có không. À, có người ở nhà hay sao đấy? Ừ, cái nước này thì bẩn. Không sao, bẩn mình đổ bê tông hết. Bẩn bê tông, không sợ. Trên đây có không thế? Hết rồi. Có một cái bé. Một cái bé mẹ nữa. Đấy, các cô chú xem này. Bà con ở trên này, người Mông tận dụng cái này, nó làm cái bể nước rất là hay nhá. Đấy. À trên kia người ta có nguồn nước đấy. Cái đấy. Đi xem nào. Đây, người ta cũng kéo nước về nhà ấy đấy. À. Rồi. Giò nhá đúng không? Rồi. Đây, đi ra mọi người, lên xem nào. Trên này có bể nước nữa, có không? Để mê mê thôi, đây luôn. Ồ, cái nước này bẩn xì luôn nhỉ. Chỗ này được gần một khu đấy. Thế đúng không nè? Được. Đấy. Cái này không biết nhà người ta không có nhà. Không. Nhà có cái bạt kia. Không. Cái nhà mà to ghê. Đi lên hỏi xem nào. Để họ đi hỏi. Đây này. Nhà hiện tại là không có người ở nhà mọi người ạ. Không phải nhà này. Đi sang bên kia. Nhưng mà cái bể đầu tiên cái bể đấy to đấy mà nước sạch đấy nhá.
cái bể đầu tiên cái đấy là ăn được nhá. Thế. Cho mình không uống luôn. Con gà trống kìa mọi người kìa. Đó là gà đen đấy mọi người ạ, đặc sản vùng cao đấy. Gà thịt đen xương đen đấy, gà bản luôn. Để tìm một nguồn nước nó khó khăn. Chào anh nhá. Cái nhà tận bên kia thế? Hai nhà này? À, trên kia. Chỗ đống đá gì? Đấy cái bà con ở đây thì ở rất là hay mọi người ạ, không ở tập trung. Mỗi chỗ một tí, mỗi chỗ một tí. Cái đường này là ngày xưa cho mình gánh lợn đấy. Năm ngoái. Đúng Tết năm ngoái là gánh lợn đi qua đây mổ đấy. Mà ở đấy đi làm đường còn khó nữa cơ. Người ta bán cho mình một ít thì tốt. Được cái nào hay cái đấy. Nó cũng ví dụ tầm 300-400 thì ngang cái 10 lít xăng kia nhé. Rau cải, cải củ. Hỏi nhà nào ấy đúng không? Ôi nhà này nhiều bò đấy nhỉ. Mọi người xem. Ôi nhiều bò chưa? Hai con bò. Sao không có người ở nhà em? Ôi hầu chơi thì chắc không nói chuyện được. Hầu chơi chắc say rồi. Sao nó đùa ở trên này? Đi ra hộ được. Đấy. Được hai con bò nhỉ? Đấy. To đấy này. Con bò đực này to đấy. Con bò này là han tâu tiền. Tầm 20-25 triệu đấy. Không, không được. Không đế 25. Đế đó. Dạ, 2 nhà triệu đúng. Hả? 2 nhà triệu. 20 là chết rồi. 20 triệu hả? Ừ, nhưng mà đi. Cái này bây giờ phải nói tấm này năm nay thì Mới xài. Các bạn đi. Bắt giải thai. Cho mì tu nữa. Anh chỉ sợ là ra kia lại hầu chơi là không nói chuyện được á. Hầu chơi là say rồi không nói chuyện được. Đây này, cái cải củ này ngon lắm mọi người ạ. Cải củ này luộc lên chấm ngon lắm. Đợt trước thì mà bà con gánh lợn qua từ đoạn kia mọi người ạ. Từ kia về. Đợt trước gánh lợn này. Trên này đất nó bằng hơn. Không như đất ở thôn Đề Chia mình không có đất nhỉ. Cái đất bà giống nhỏ chó bắt của ấy. À bên này chắc là ăn cỗ rồi. Cỗ, cỗ hay làm gì đây? Thế, bên này ăn cỗ hay là làm ma? Không, cái là làm ma đâu, cái là con gái nó trồng ăn cỗ. Chắc hầu chơi say nữa. Sao xin gì vậy? Vì say khó nói chuyện lắm mọi người. Em chào anh nhá. Vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Chỗ này có búi tre này. Anh này là vẫn chưa say mấy đâu. Đấy. Sai rồi.
Cái gì cái gì? Em bảo cái gì? Em bỏ cái cây này. Cây gì? Chẳng biết được. Chứ mình chân chỉ chịu. Đấy, em bảo cái cây này đúng không? Dài. To đấy nhỉ. Nhưng không biết là lấy củi được không ấy. Lại như cái cây ở. Như cái cây. Ơ à, chào chú. Vâng. À ô các chú, tất cả các chú ở đây. Vâng, chào hai chú. Bọn cháu đang lên hỏi nhờ là như em thầy nói là có hai cái bể nước ở đây ấy. Không biết là bể nước của ai chú nhỉ? Ồ, bể nước của chú này nhưng mà cái này còn lâu rồi, còn ngày xưa rồi cháu ạ. À dạ vâng vâng. Đấy. Thì vẫn vẫn có đến lâu. Ôi nó khỏi đến lâu hết bộ mấy đất đấy. Cho phép nếch khỏi nếch bộ một phép ok này. Mua về bộ xe. Ôi nó bể rồng mà chó. À bể để dùng ạ. Số này nó chỉ rồng cái này nó. Ô cả xóm cũng dùng cái đấy ạ. Cả số này, cả khu này nó. Nó chỉ cái rồng cái này. Nó có một ít nước bạc kè cho nó có mắng vào trong ở đó. Nhưng bây giờ thì mình đi còn đi mà giờ bà con nếu mà nó không xài thì cho loại bỏ. À thế đấy, nước sạch để dùng, nước sạch để ăn mà cái không sạch là cho bỏ lỡ. À vâng vâng, nó có khan nước cho cháu. Cháu tưởng trên này bà con có nhiều ấy thì không, có bớt cho bà con thôi để chia một ít để đủ bê tông nó thiếu nước ăn ạ. À hết thời gian mùa hè thì thời gian này mùa đông thì khó khăn. Vâng, bọn cháu ở trên kia thì nó cũng bây giờ lên trên cao ấy, nhưng mà cháu có con ngừa nước cái nước mạch kia thì có nước thì mình nước mưa thôi. cháu vừa bọn cháu vừa ra ngó qua thì không biết là vì cháu tưởng trên mèo qua là tháng 6 thì cho luôn cháu làm mà, nhưng mà thầy ra là hết mưa. Vâng, mưa nhỏ thì hết là hết nước hết. À may trời không mưa đâu. Vâng vâng. Nếu mà lúc thời gian tháng năm tháng sáu thì ôi thôi không phải nói, nhưng mà cháu thông báo tôi cho cháu làm đi đầy nước. Dạ vâng vâng. Vâng cháu cảm ơn chú. Cháu tưởng trên bà con mèo qua mình có nhiều nguồn nước thì cháu. Không có, cháu. Vâng vâng. Thế là dựa hết vào nguồn nước mưa nhỉ. Thế này mà không có bể thì khó ấy. Thôi chào cảm ơn các chú nhá. Lại phiền các chú đang ngồi uống rượu ăn cỗ. Dạ vâng. Dạ vâng chào các bạn ạ. Dạ vâng vâng vâng. Dạ vâng. Rồi em cảm ơn. Vâng. Vâng vâng thôi chú vào đi, bọn cháu đi xuống thì thông báo với bà con để xem có tìm được nguồn nước nào nữa không. Vâng vâng. Bây giờ mùa này là khó quá. Dạ vâng. Bây giờ có vâng. Dạ vâng. Bây giờ mùa này khó quá, mà trên kia nước của cháu cũng hết rồi. Vâng vâng. Má mới luôn. Thôi. Khó đen. Anh hỏi là đẹp. Khó đen. Dạ. Chắc là không. À mà giờ mùa mùa tê chưa, chỉ là mùa khó. Mùa tê là nào? Mùa tê á. Mùa tê chưa? Mà lúc nào hôm nay chân mà tàu cái này thì cái cuốn xe đấy ạ. Mùa tàu xe đưa đây thì để nữa là để bé cuốn rồi. Vâng ở đây á. Dạ vâng vâng. Ô cái bể ngay đây á thế anh nhìn rồi bé bé rồi. Sao sao sao? Ta đây à? Ta đây à? Ôi rồi, đây những cái hũ nước không này, từ cái đá ra tự nhiên nó quay vào đấy, không có đấy khổ. Thế là khó đây. Có một ca thôi. Chứ một mối. Dạ vâng vâng vâng. Cho cái cặp rồi chứ. Thế đây. Nghe chào anh. Vâng vâng. Bên đây. Dạ. Đường. Xin gì anh? Xin đường. Xin đường á? Ôi cái này em không có mà cho. Cái này vâng. Xin làm đường á? À, cái này thì không phải xin đâu. Cái này không em không có mà cho đâu. Vâng vâng, cái này là các cô chú ủng hộ bà con để chia thôi, chứ không phải là của em đâu. Dạ vâng vâng. Chào anh nhé. Dạ vâng vâng vâng, vâng em cảm ơn anh. Vâng vâng vâng.
Cái gì à? Không, đôi khi bà con hiểu nhầm là cứ anh Tuyên cho, không phải anh Tuyên cho nhá. Cái này là của các cô chú cho bà con thôi, hỗ trợ bà con thôi chứ. Nhưng mà đường ở kia là làm rồi mà, đúng không? Hôm trước mình đi mua, đợt trước mình đi mua lợn, đợt đấy chẳng là cái đường đấy họ đã làm rồi. Cái bỏ tủ làm cái đường mất chân này nó lây sang ở cái nhà này. Ôi giời, thế sắp đấy ở mấy cái nhà này. Khó lắm. Bây giờ các cô các chú hỗ trợ chứ không phải mình cho đâu. Thôi nhưng mà vào cái nguồn nước là hôm nay là thất bại rồi các cô chú ạ. Không thành công rồi. Cái là mình có chứ là mình hết chỗ chết ở cột 20 lên. Bây giờ cột 20 không có nước mà phải chở tận dưới thôn, mà dưới thôn cũng không có nước thì chịu ố. Đúng rồi. Càng càng. Thế là nó ở cái cột địa thì có đủ làm luôn này nó khá chứ mà. Nếu đủ không? Như hôm trước là không có tí nào. Bây giờ trông dây cẩn thận. Xong rồi nước hứng liên tục em ạ. Bơm lên liên tục đấy. Càng càng. Đi tìm. Trên kia có cái bể to thật, nhưng mà cái bể đấy cả thôn dùng thì không được có. Cái bể đấy sạch đấy. Bể to chắc là sạch. Hai bể nhỏ là bẩn. Đây này các cô chú ơi, hoa bạc hà đã nở này các cô chú này. Đây, mật ong bạc hà đã có nhá. Ở đây trong cán này thì nó thấp hơn, à nó cao nên nó lạnh. Ở vùng thấp thì hoa bạc hà nở hết rồi đây này. Nên là có ở bên Sủng Trà ấy, nở hết rồi, nở hết hoa bạc hà rồi, nó còn sắp tàn đấy. Nên là mật ong bạc hà nó đầy rồi, đây này nó nở hết như này rồi em. Đây. Chỗ này tầm 2 tuần nữa. Bên Sủng Trà ấy, bên Sủng Trà kia họ nở hết đây này này, tôi có chú xem này, đấy, nở to như này luôn. Nên là mật ong bạc hà em Tuyên đã có mật ong của mùa vụ mới nha các cô chú nhá. Đó. Nên là các cô chú ai có nhu cầu lấy mật ong bạc hà thì hãy liên hệ với em Tuyên. Tuyên xin gửi những vòng mật ong đầu tiên đẹp nhất. Vòng thứ hai ấy, chứ không phải vòng đầu tiên. Em Tuyên lấy vòng thứ hai để cho mật nó đặc. Đây này. Này, ong bao giờ đi làm việc này mọi người xem này. Đó, con ong đấy. Đây. Có cái bể nước to kia nhưng mà không thành công. Cả thôn dùng chung một cái bể đấy. Mùa này cạn nước rồi, khổ. Nhưng mà đấy mọi người xem, cây đá móng đá giỏi thật bà con. Trên vùng cao đây. Kỹ năng bậc thầy xếp đá luôn. Không đâu xếp đá được bằng bà con trên vùng cao. Nếu mà mọi người để cho đá đẹp ấy, bà con kê còn đẹp nữa. Mải nói chuyện quá. Quay lại cho các cô chú xem đoạn đường này. Đẹp chưa? Rộng chưa? Thoải mái, hai xe thoải mái mà. Không có nước rồi. D họ không bán, họ chỉ có một bể thôi. Vui.
cười rất rôm rả. Thì các cô chú ạ, thì hôm nay thì bà con đang khai thác đá ở đấy thôi. Thì thú thực bây giờ các cô chú thì bây giờ nó có là 4:20. Nhưng mà em Tuyên cũng xin phép là về trước. Về còn đi làm thẻ căn cước các cô chú ạ. Vừa rồi bị danh sách là chưa đi làm. Cái thời gian qua bận quá, chẳng có đi. Hôm nay gửi danh sách là chưa làm thẻ căn cước, gửi ở tổ. Nên là vừa mới có cô gọi điện thoại của tổ báo là đi làm căn cước đi, không hết hạn rồi. Thì không phải về ngay đâu các cô chú ạ. Thôi xin phép các cô chú và bà con ở chia. Nếu thì công việc thì như mọi người thấy đấy, hôm nay thì cái khó ở đây là đi khai thác, đi đàm phán xem người ta có bán nước không, nhưng mà chưa thành công. Vì trên thôn Mèo Qua, cả thôn Mèo Qua cũng chỉ dùng cái bể nước đấy thôi, ba cái bể đấy, có hai cái bể bẩn. Nước bẩn thì cho trâu, cho bò, cho lợn, nước sạch thì cho người, nên là không bỏ đi một cái gì cả. Mùa này thì đã bắt đầu vào cái mùa khô rồi, bà con không muốn nước. Nhưng mà tháng 5, tháng 6 thì mưa nhiều thì đấy, chú trưởng thôn, chú bí thư, chú bạn cho thoải mái lấy ngay. Nhưng cái mùa này thì cũng thông cảm là không lấy được, không có cách nào mà lấy. Vì bà con cũng phải sử dụng ăn uống và sinh hoạt hàng ngày nên phải thông cảm cho bà con thôn vừa qua. Nên đấy thì cũng gặp một cái khó này, nhưng thôi bà con thời chiều chúng ta khắc phục thôi. Cái nguồn nước ở dưới kia cố gắng tiết kiệm và chắt chiu từng tí một. Đường ống dây nước chúng ta cố gắng đảm bảo để cho cái nguồn nước đủ để phục vụ cái tuyến đường hiện tại này. Bây giờ chúng ta đang kéo nước từ dưới chân núi lên đỉnh núi đấy các cô chú ạ. Không phải đơn giản một xíu nào đâu. Đấy. Thì thôi bây giờ thì em Tuyên xin chào, hẹn gặp lại mọi người. Hẹn tất cả các cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Em Tuyên xin chào tất cả mọi người ạ.